Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lato AZ. Và bên cạnh mình ngày hôm nay đang là chiếc laptop 2-in-1 đầu tiên sở hữu Intel Core, nhưng mà đây chỉ là Core thường thôi chứ không phải là Core Ultra, trên kênh YouTube của Lato AZ. Và đây sẽ là HP Envy X360 2-in-1, một dòng sản phẩm nổi tiếng ở cái phần là gì ạ? Thiết kế này, chất lượng hoàn thiện này và cái độ mượt mà khi mà chúng ta sử dụng nó. Vậy thì với phiên bản của năm nay, được nâng cấp cũng khá là nhiều điểm hay ho đấy, thì mình liệu rằng chiếc HP Envy X360 này có đáng mua cho tầm giá tầm là trên 16 triệu đồng hay không? Thì mời anh em đón xem trong video ngày hôm nay. Và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Lato AZ. Mình là Khải. Nếu anh em đang tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm laptop 2-in-1 với mức giá hợp lý thì hãy truy cập vào đường link dưới phần mô tả video để có thể là tham khảo với mẫu HP Envy này nhá. Điểm đáng tiếc nhất trên cái sản phẩm này không gì khác chính là cái phần thiết kế của em nó rồi. Chúng ta sẽ trang bị ở đây là một cái phần bản lề có thể xoay cập được 360 độ. Lúc thì anh em có thể sử dụng giống như một chiếc laptop thông thường, gõ văn bản hoặc là làm những cái tác vụ giống một chiếc máy văn phòng. Không thích thì anh em có thể là gập nó lại để có thể sử dụng giống như một chiếc máy tính bảng như thế này. Màn hình của máy thì đương nhiên cũng sẽ được trang bị luôn, đó là khả năng cảm ứng giúp cho chúng ta làm những cái công việc kiểu dạng như anh em nào mà cần vẽ vời trên đấy này, hoặc là cần phải ghi lại, ghi chú ngay những cái điểm mà anh em cảm thấy rằng quan trọng trong một cái buổi học tập hay là một cái buổi họp công ty đó. Trải nghiệm cảm ứng trên phần màn hình của HP Envy X360 thấy rằng cũng tương đối là mượt mà đấy nhá, không hề có hiện tượng gì gọi là rít khi mà anh em vuốt chạm lướt lên lướt xuống đâu, và hoàn toàn có thể yên tâm khi mà anh em mang về có thể sử dụng được luôn. Một cái điểm nữa mình thấy cũng rất hay ở cái phần bản lề 2-in-1 này, đó là anh em có thể tận dụng nó để sử dụng thêm những cái nhiều cách khác nhau nữa ngoài cái phần laptop thông thường ra. Ví dụ như kiểu là anh em gấp lại giống kiểu một cái túp lều này để có thể là xem video, xem YouTube hoặc là xem phim một cách nó dễ dàng hơn, hoặc là anh em có thể là gấp lại sau đó mang vào trong một cái phần túi chống sốc, mang đi mang lại nó sẽ dễ dàng hơn đó. Và phần tiếp theo nữa, đó là một cái điểm lưu ý, đó là mình thấy rằng nhá, là cái phần đây, cái phần mặt trên này của phần mặt lưng này, thì khi mà anh em gấp lại anh em sử dụng thì cũng nên cẩn thận, bởi vì đây là một cái phần được làm bằng kim loại, nó cũng sẽ có thể là gây xước đó. Ngoài phần đó ra thì tổng thể máy sẽ có một cái thiết kế tương đối là chỉnh chu, không có những cái đường nét cắt CNC quá táo bạo hay là những cái phần họa tiết gì đó thật là đặc biệt. Chỉ có sẽ là gì ạ? Logo HP nổi bật ở chính giữa phần mặt lưng này, và các cạnh viền của nó mình thấy rằng cũng sẽ được vuốt tròn, mang lại cho ta một cảm giác khi mà anh em cầm lên sử dụng ở cái dạng máy tính bảng ấy, nó cũng sẽ là mượt mà và thoải mái cho tay chúng ta hơn. Một cái điểm nữa cũng là mình cảm thấy bất ngờ khi mà lần đầu tiên sử dụng chiếc máy này, đó là về phần chất liệu hoàn thiện. Với phiên bản HP Envy X360 2024 này, chúng ta sẽ có cả phần mặt lưng, phần mặt chiếu nghỉ tay và mặt bàn phím sẽ được làm bằng kim loại, cho ra một cái trải nghiệm khi mà sử dụng nhé. Anh em gõ văn bản này hoặc là chúng ta gấp lại để sử dụng như một cái màn cảm ứng ấy, thì cũng cực kỳ là yên tâm và chắc chắn luôn. Phần bản lề thì vốn dĩ đã có một cái thiết kế 2-in-1 rồi, vậy nên HP cũng đã làm cho nó trở nên xuất sắc hơn nữa, đủ chắc chắn để anh em có thể là gập mở an tâm hơn, không bị rung rinh này, rồi là khi mà chúng ta xoay gập lại thì không sẽ không bị quá là khó khăn đâu. Nhưng với cái phần là chắc chắn như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể gập mở bằng một tay được khi mà chúng ta sử dụng ở cái dạng laptop thông thường. Đổi lại được cái sự an tâm khi mà chúng ta sử dụng lâu dài thì mình nghĩ rằng sẽ xứng đáng hơn. Về tính di động thì sao? Máy sẽ nặng là hơn 1,4kg và dày khoảng 2cm. Thì cái việc mang vác đi hàng ngày mình thấy rằng cũng rất là đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Và lúc chúng ta cầm máy lên sử dụng ở cái dạng tablet ấy, thì nó cũng sẽ không bị quá là khó khăn, và chúng ta hoàn toàn có thể cầm được, sử dụng được mà cảm thấy rằng không bị mỏi tay anh em ạ. Đấy, đương nhiên là chúng ta nếu mà anh em cầm khoảng tầm nửa tiếng, một tiếng thì chắc là máy nào cũng sẽ bị mỏi tay thôi. Nhưng mà chúng ta cầm trong khoảng tầm 15-20 phút thì rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Cùng đến với cả phần mặt B, đầu tiên là phần màn hình trước nhá. Chúng ta sẽ trang bị ở đây là kích thước 14 inch, tỷ lệ 16:9, độ phân giải sẽ là Full HD, và như mình đã nói ở đầu video sẽ được trang bị thêm khả năng cảm ứng. Chi tiết hơn về độ bao phủ màu đi, chúng ta sẽ trang bị ở đây là 68% sRGB, 51% Adobe RGB, 51% DCP3, độ sáng khi đến max 100% sẽ là 287 nit và Delta E là 1.93. Thông số về độ sáng thì đã là cải thiện hơn so với cả phiên bản 2023, khi mà người tiền nhiệm sẽ chỉ có là hơn 250 nit, nhưng mà với phiên bản năm nay đã là 280 nit. Cái phần độ bao phủ màu nhá thì vẫn sẽ là phủ màu trung bình thôi. Vậy nên nếu anh em đang tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm laptop có phủ màu đẹp để làm về đồ họa, chỉnh sửa hình ảnh các kiểu thì chiếc máy này sẽ không phù hợp cho lắm. Nhưng với những cái người sử dụng cơ bản kiểu dạng như mình chẳng hạn này, hoặc là những anh em khác trên kênh kiểu dạng là chỉ làm văn phòng thôi, có văn bản các kiểu, chơi game nhẹ nhàng giải trí, thì nó vẫn sẽ khá là đủ và chúng ta không bị cảm thấy khó chịu khi mà sử dụng hàng ngày. Ở ngay phía bên trên phần màn hình này sẽ là một cụm camera với độ phân giải là Full HD, có hỗ trợ gạt che cam vật lý dành cho anh em luôn. Và cái phần camera này nhá, mình thấy thực sự là nó rất sắc nét luôn, kể cả khi mình dùng trong một cái điều kiện nó thiếu sáng thì camera này vẫn cho ra được một cái phần hình ảnh đủ để chúng ta có thể nhìn thấy được các chi tiết trên khuôn mặt của mình.
Vậy nên là nếu em nào phải học online nhiều hoặc là làm việc từ xa ấy, thì mình rằng là cái camera này nó sẽ là vừa đủ. Nhưng mà mình thấy rằng hơi tiếc một chút đó là sắc nét rồi, hình ảnh ok rồi, nhưng mà lại không được trang bị cái phần mở khóa một khuôn mặt đó, mà chúng ta sẽ chỉ có một khóa một khuôn tay thôi. Thì tí nữa mình sẽ phân tích lần sau. Nhìn xuống dưới về mặt C đi, thì đối tượng của chiếc máy này là gì? Học sinh sinh viên, dưới văn phòng. Vậy nên HP cũng trang bị cho chúng ta một cái phần keycap gõ khá ổn nha. Không quá sâu đâu, nhưng mà về độ nảy vừa đủ này, phản hồi lên tay cũng tương đối là chân thật. Có LED rất sáng luôn. Và sẽ có thêm là gì ạ? 4 cái vít cao su đặt phía bên trái, phải, trên dưới, để cho khi chúng ta gập máy xuống ấy, thì phần màn hình sẽ không bị chạm vào phần keycap này, tránh cho cái việc là bị xước hay là hàn phím lên phần màn hình. Phần touchpad có kích thước rộng này, được phủ kính này, và làm rất là đầm chắc nha. Mình nhấn vào cả 4 góc thì nó không xảy ra hiện tượng gì là ọp ẹp thông thường ở những sản phẩm laptop văn phòng tầm giá rẻ như thế này. Và nếu mà anh em có không mang chuột đi thì cảm giác tracking cho nó mình thấy rằng cũng rất là mượt và ok. Chúng ta cũng sẽ được tích hợp luôn ở đây là cảm biến vân tay giúp mở khóa nhanh hơn so với việc là nhầm mật khẩu thông thường. Với mình thì mình sẽ thích cái phần vân tay này hơn so với việc là mở khóa một khuôn mặt, bởi vì nó rất là nhạy và nhanh, chỉ cần chạm phát là máy đã được mở lên rồi. Bên cạnh đó thì mình thấy rằng có một cái chuẩn tương đối là lạ, đó là Poly Studio dành cho phần loa của chiếc HP NVX360 này. Nhưng mình thấy rằng là nó sẽ không nghe quá là hay đâu, các giải thì cũng ở mức trung bình thôi. Đổi lại thì sẽ có phần âm lượng lớn này, đủ dùng này. Và nếu anh em nào mà thường xuyên phải họp rồi là làm việc từ xa như mình đã phân tích từ nãy, thì kết hợp cả phần camera và phần loa này thì làm cho chiếc máy của chúng ta sẽ rất phù hợp dành cho anh em luôn. Đến với cả phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ được trang bị là gì ạ? Cổng HDMI này, USB Type-C này, jack tai nghe 3.5 này và khe gió tản nhiệt. Phía bên cạnh phải thì sẽ là cổng sạc, hai cổng A nữa và một khe thẻ micro SD. À, còn một điểm nữa đó là phần khe gió tản nhiệt ở phía bên cạnh trái của máy này cũng sẽ phả khí ra khá mạnh và có thể cảm nhận được khí nóng khi mà anh em sử dụng những tác vụ nặng nha. Ngay sau đây sẽ là phần thông số going của chiếc HP NVX360 này. Chúng ta sẽ có là gì ạ? Intel Core 5 120U, 8GB DDR4, 512GB SSD. Vì đây chỉ là core thường chứ không phải là core ultra, vậy nên chúng ta sẽ không được tích hợp vào đây là NPU. Thứ hai nữa, phần card tích hợp cũng không phải là ARC mà chỉ là Intel Graphics mà thôi. Những cái thông số khác của chiếc Core 5 120U này mình thấy rằng cũng sẽ không quá khác biệt gì so sánh với phiên bản trước của nó là Core 5 1335U. Ở cả phần gì ạ? Số nhân số luồng này, về phần điện này, phần cache này, và sẽ chỉ được tăng thêm một chút ở phần xung nhịp mà thôi. Đâm ra khi mà chúng ta đặt lên màn cân so sánh giữa Core 5 120U và Core i5 1335U thì sẽ không nhỉnh hơn đáng là bao cả. Và ngay từ cái phần thông số going này thì chúng ta cũng đã biết được rằng là nó sẽ không phù hợp dành cho những cái công việc quá nặng nề đâu. Hợp lý nhất nhá, nếu mà anh em sử dụng trong những cái gì ạ, công việc có văn bản thông thường này, làm việc với cả bảng biểu này, hoặc là làm những cái slide để trình chiếu lên công ty, lên trường học ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ là phù hợp nhất. Khả năng chơi game giải trí thì mình nghĩ rằng là cũng ở mức vừa đủ thôi. Nghĩa là nếu anh em chơi những tựa game eSports nhẹ nhàng, kiểu dạng như là ở đây mình test với cả FC Online, với cả Valorant, thì máy vẫn có thể hoạt động ở mức gọi là đủ chơi. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em muốn try hard, muốn chơi tựa game gọi là mức setting cao hơn nữa và chơi trong khoảng thời gian dài thì mình nghĩ rằng là không nên. Thứ nhất là hiệu năng nó sẽ không thể đáp ứng đủ được. Thứ hai là bản thân chiếc máy này cũng là thiết kế 2-trong-1, mỏng nhẹ, gọn gàng. Và cái phần tản nhiệt ở cái phần mặt chỗ trên bàn phím này nối liền với cả phần bản lề ấy, nó sẽ tương đối là nóng. Đấy, vậy nên là chơi lâu dài kiểu gì nó sẽ ảnh hưởng đến phần linh kiện phía bên trong. Các phần mềm hỗ trợ thì mình thấy rằng là MyHP cũng sẽ không giúp chúng ta quá là nhiều trong việc là điều chỉnh được những cái chế độ hiệu năng hay là những cái setting khác. Đó, rất là ít những cái phần chúng ta có thể chỉnh được ở đây. Và một điểm mình thấy rằng bất ngờ đó là chiếc máy này, HP NVX360 là một sản phẩm laptop văn phòng, nhưng mà vẫn sẽ được trang bị là Omen Gaming Hub nha anh em ơi. Khá là thú vị đúng không? Pin sẽ là một điểm cộng nha, bởi vì khi mình test với cả cái độ sáng tầm 70-80% ấy, mình làm việc gõ content của mình này, rồi cho thêm một cái tab nữa để tìm kiếm thông tin này, thì máy sẽ trụ được trong khoảng tầm là từ 6-7 tiếng đồng hồ. Thì đây sẽ là một điểm cộng dành cho anh em nào mà làm việc ở những cái môi trường bên ngoài mà không có thể mang được cổng sạc để cắm ra. Đó. Và phần cuối cùng sẽ là về khả năng nâng cấp của chiếc HP NV này. Với phần hệ thống tản nhiệt đầu tiên, chúng ta sẽ có là một quạt thôi, cộng thêm cả một ống đồng. Tương đối là đơn giản ha, không có gì quá là cao siêu cả. Về khả năng nâng cấp thì nếu mà anh em lật cái phần lớp giá này ra màu đen này, chúng ta sẽ có đây là một khe SSD, RAM thì đã được hàn chết rồi. Anh em hoàn toàn có thể thay vào đây là một thanh M2 với kích thước là 280. Cao wifi cũng có thể thay thế được này. Về thỏi pin có dung lượng sẽ là 43.3 Wh. Và đó là phần nâng cấp phía bên trong của chiếc HP NVX360 này. Tổng kết lại về sản phẩm ngày hôm nay, đó là HP NVX360 2-trong-1 phiên bản của năm 2024
được nâng cấp một số những cái điểm kiểu dạng như là độ sáng màn hình này, hiệu năng này, và những cái điểm bên ngoài khác như là thiết kế, chất lượng hoàn thiện, bàn phím thì cũng vẫn rất là ok. Và cái điểm cộng lớn nhất là mức giá chỉ là hơn 16 triệu đồng trong một cái sản phẩm mới của năm 2024. Thì anh em thấy sao? Nhớ comment phía bên dưới nha. Còn giờ thì cảm ơn anh em vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Lato AZ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khải.